Ngày 24 tháng 4 và ngày 25 tháng 4 vừa qua, một màn trình diễn nghệ thuật đường phố chưa từng có mang tên Jam Việt Nam Urban Arts 2021 đã được tổ chức tại khu vườn xinh đẹp của dinh thự Pháp. Sự kiện thu hút 1.500 người đến xem. Sự kiện trình diễn Jam này chính là vòng chung kết của cuộc thi tài năng trẻ dành cho các nghệ sĩ nghệ thuật đường phố. Theo đó, 6 nghệ sĩ trẻ tài năng của nghệ thuật đường phố Việt Nam đã trình diễn vẽ trực tiếp trước công chúng những bức tranh khổ lớn. Ban giám khảo cũng như công chúng sẽ cùng chọn ra những nghệ sĩ xuất sắc nhất để tiếp tục tham dự lễ hội về nghệ thuật đường phố diễn ra vào tháng 11. Ngoài ra, hai nghệ sĩ xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ được đài thọ một chuyến lưu trú sáng tác tại Lyon, Pháp trong vòng 15 ngày. Là một trong những nghệ sĩ tham gia, Chris Nguyễn Tấn Lực cũng là đồng sáng lập của nhóm nghệ sĩ Graffiti One Lover và mới tốt nghiệp tại Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến trong cộng đồng Graffiti Việt Nam qua những tác phẩm thể hiện những ý tưởng độc đáo, màu sắc tương phản mạnh mẽ. Thì thật sự may mắn mình có cơ hội đến tham gia trong chương trình này cùng với lại những nghệ sĩ khách mời. Thì đây là có cơ hội tốt để Lực có thể chia sẻ những cái góc nhìn cũng như là những cái thông điệp và cái nghệ thuật graffiti đến với gần hơn cộng đồng Việt Nam cũng như là quốc tế. Thì thông qua chương trình này mình có cơ hội được thể hiện một cái tác phẩm dựa trên cái chủ đề là sự bền vững cũng như là văn hóa. Thì qua đó mình đã thực hiện một cái tác phẩm mang hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam cũng như là những cái giá trị đặc trưng văn hóa của Việt Nam cùng với những cái yếu tố để tạo nên sự bền vững. Cùng đồng hành với 6 nghệ sĩ trẻ là hai nghệ sĩ khách mời nổi tiếng Subiwan và Daos 501, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Daos 501 bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2005. Năm 2006, sau một thời gian dài thực hiện các tác phẩm của mình bằng phấn, than hoặc trên giấy, anh đã vẽ những bức tranh đầu tiên của mình bằng sơn xịt với phong cách hoang dã, màu sắc cổ điển và thu hút mắt nhìn. Anh chịu ảnh hưởng bởi truyện tranh và văn hóa đường phố New York. Anh muốn chứng minh rằng nghệ thuật có thể được thực hiện trong bất kỳ điều kiện nào. Hiện nay, anh là một trong những nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật đường phố tại Việt Nam. Anh đã tổ chức 3 triển lãm cá nhân Animal, The Human Animal và The Reality và thực hiện nhiều tác phẩm với các thương hiệu lớn. Khi mình nhận được cái lời mời của chương trình thì mình thấy rất là vui, bởi đây là đầu tiên mà nghệ thuật đường phố được trình diễn ở một nơi rất là trang trọng như vậy. Bởi vì những năm trước đó thì mình chỉ được mời đi những cái festival ở nước ngoài, ở các nước láng giềng. Thì mình rất là khao khát được một lần tham dự một cái sự kiện chính thống về nghệ thuật đường phố tại Việt Nam. Mỗi chúng ta đều sống ở trên cái hành tinh này thì đều là một phần của sự sinh tồn cũng như là sự diệt vong của thế giới này. Thì mình nhận được chủ đề là cuộc sống ở dưới đáy biển. Thì tuổi thơ của mình gắn liền với những cái chương trình về Discovery cũng như là khám phá thế giới, thì mình rất là thích con cá voi. Nhưng mà sau nhiều năm, sau 20-30 năm trở lại đây thì cá voi đang dần chết đi bởi vì môi trường sống của nó đang bị đe dọa rất là lớn. Thì mình muốn dùng cái tiếng nói thông qua bức vẽ của mình để nói lên sự thống khổ của những loài sinh vật biển mà xung quanh chúng ta nhiều khi nó không lên tiếng, mình không hiểu được, nhưng nó rất đang đau đớn vì biến đổi khí hậu môi trường. Vẽ graffiti này á là một cái loại hình mới, loại hình nghệ thuật mới mà cô thấy á, là ở trên thế giới á, các giới trẻ ở thế giới, nhất là ở bên Nhật, người ta đã dùng rất là nhiều ở ngoài đường phố. Còn ở Việt Nam mình thì hình như là mới giai đoạn đầu đó, nhưng mà bác thấy á, rất là phù hợp với lại những cái đối tượng là trẻ, còn á, là đối với bác là có tuổi rồi, nhưng mà bác nhìn bác vẫn thấy là rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn. Ví dụ như sáng nay bác vô trong đây thì là bác thấy những cái khung nó là một cái dạng hình khác. Nhưng mà bây giờ nửa tiếng sau bác trở lại thì cái khung nó lại khác, nó lại có một cái nội dung bên trong lại khác nữa. Đó, nó thể hiện một sự phong phú, đa dạng và nó linh động. Đó, thì cái điều đó rất là hấp dẫn đối với mọi người. Graffiti thì trước giờ mọi người sẽ có một cái nhìn là có thể là một bên là không được tốt lắm vì nó là có thể là vẽ bậy ngoài đường hoặc là gì đó, nhưng mà một bên thì nó cũng là một cái nghệ thuật riêng và nó cũng là cái mà mọi người nên biết đến. Xem vẽ graffiti thì em sẽ chú ý đến kỹ thuật của người vẽ, và nếu mà là một chủ đề nào đó thì là tùy theo là tác giả muốn vẽ gì thì em sẽ quan tâm là tác giả nghĩ gì về cái bức mà họ vẽ. Về kỹ thuật thì graffiti sẽ là dùng sơn xịt, mà sơn xịt thì nó sẽ có
nếu mà mình quen tay mình có thể vẽ những cái nét đều, nhưng nếu mà không quen tay thì có thể là lúc nó xịt ra, lúc nó không ra. Thì em nghĩ là mỗi kỹ thuật trong mỗi cái mảng vẽ khác nhau, ví dụ như là vẽ màu nước, vẽ cọ, vẽ chì hoặc gì đó, nó đều có những kỹ thuật riêng nhất định. Thì graffiti cũng vậy. Sau 2 ngày trình diễn, 8 nghệ sĩ đã cho ra mắt các tác phẩm nghệ thuật đường phố vô cùng sáng tạo và ấn tượng. Các tác phẩm đều liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, thể hiện được những thông điệp về bảo vệ môi trường, cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng giới. Các tác phẩm hoàn thành sẽ được trưng bày dọc theo bức tường của dinh thự Pháp và sẽ tiếp tục được triển lãm lưu động, giới thiệu đến công chúng tại nhiều thành phố khác nhau ở Việt Nam. Sự kiện trình diễn Jam này sẽ khởi động cho một dự án nghệ thuật đường phố diễn ra trong suốt năm 2021. Dự án này gồm 3 giai đoạn nổi bật: tháng 4 trình diễn Jam, tháng 4 đến tháng 12 triển lãm ngoài trời những tấm pano tranh được vẽ tại thành phố Hồ Chí Minh và những thành phố lớn trên cả nước. Tháng 11, liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung vẽ tranh tường khổ lớn, hội thảo chuyên đề, workshop, ca nhạc. So we are working, it is the way we do, we are working with Vietnamese artists and here you have the best street art artists from Vietnam that are here. So we like to do that, working with the Vietnamese artists, working with the local authorities, because we're working closely with the People's Committee on this project, to bring contemporary art here, to add visibility to Ho Chi Minh City, because contemporary art is has the potential to bring more visitors, more tourists, so better for the hotels, better for the restaurants. So it's really an art project, but also there is economic dimension. And what they are painting is about sustainable development. We need to develop, but we need to develop respecting the environment. So this is the theme of all the paintings they are doing here.